Rồi đàn ông quý ông nào không chịu mà có chửi tôi cũng chịu, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Ủa làm gì ngồi khúm khúm khép khép nay chứ, tôi nói chung chung. Chứ đâu có tôi chỉ trích anh đâu. Sao? Không, chị. Chị nói đúng không? Dạ đúng ạ. Ví dụ đàn ông mà bị phụ nữ chia tay thì họ có bị tổn thương gì, đau khổ gì, có bị thất thoát gì về thể xác không? Dạ có chứ chị. Dạ có chứ chị. Thì tôi mời hai bạn hãy mở mặt nạ của mình ra. Rồi, thế bây giờ mình sẽ làm quen. Mình khởi động, mình nói chuyện để cho các bạn đỡ rung ha. Chào chị Cát Tường, chào chương trình và toàn bộ khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Trương, quê em ở Thanh Hóa. Trương đang làm công việc gì? Hiện tại thì em đang làm nhân viên bán hàng ở dưới Bình Dương và đang sống cùng anh chị gái ở Thủ Đức. Vậy là mỗi ngày mình đi về Bình Dương với Thủ Đức? Dạ, cũng gần. Đi mất khoảng bao nhiêu thời gian? 15 phút thôi chị. Ba mẹ thì còn ở ngoài Thanh Hóa? Vâng, ba mẹ em thì ở ngoài Thanh Hóa. Mình đông anh chị em không? Nhà em thì cũng đông, 8 anh chị em và có một mình em là con trai út trong nhà. Ủa vậy rồi sau này là mình định là mình sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là mình sẽ về quê sống với mẹ? Em thì em hợp với sống và cách làm việc trong này. Nhưng bây giờ mình đang sống với chị, rồi mình định ví dụ như mình lấy vợ sinh con thì mình phải ra riêng chứ? Dạ chắc chắn rồi chị. Có cái em vào đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ em vào được 4 năm rồi. 4 năm, bây giờ mình có cái kế hoạch như thế nào cho cái tương lai mình sắp tới chưa? Em cũng muốn lập nghiệp trong này á. Thì em cũng muốn tìm một ngôi nhà bé bé và lập nghiệp luôn ở trong này. Ồ, gọi là có ý định lên mua nhà luôn rồi. Như vậy là phải bắt đầu tích cóp dành dụm đi làm từ bây giờ ha. Ráng cày ha. Chào em gái, em tên gì? Dạ chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, năm nay 28 tuổi. Quê em ở Bến Tre. Trang đang làm công việc gì em? Dạ công việc của em là kỹ thuật gặp trong ngành may. Mình làm xí nghiệp hả hay là sao? Dạ đúng rồi, làm xí nghiệp là công ty chị. À đang làm việc ở đâu cưng? Dạ em đang làm việc ở quận 12 á. Từ Bến Tre lên đây là làm việc, sống và làm việc được mấy năm rồi? Dạ cũng em lên đây học làm việc chắc cũng gần 10 năm rồi. 10 năm vậy là cũng ổn. Đang ở đâu, ở với ai? Dạ em đang ở trọ quận Bình Tân, em ở một mình nè chị. Rồi kế hoạch mình là sao, ở trên này luôn hay là về quê hay là như thế nào hay là lấy chồng theo chồng? Hiện tại bây giờ em muốn ở lập nghiệp ở đây. Còn sau này chuyện duyên đưa đẩy lấy chồng thì chuyện đó là sẽ, nếu như bạn nam cũng có ý định ở đây lập nghiệp, còn không thì theo chồng thôi chị. Tính sau đi ha, tùy theo tùy duyên ha. Rồi thế điểm mạnh điểm yếu của Trang là gì nè? Em là người biết nấu ăn, giống như là thân thiện với chia sẻ với người khác, biết lắng nghe. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, như là không kiềm chế được cảm xúc. Vậy hả? Dạ, mỗi lần nóng lên là giống như mình có thể nói hết ra, không có kiềm chế được lời nói của mình, để gây tổn thương người ta. Mình đông anh chị em không? Dạ, nhà em ba anh chị em là giữa, là của mình em con gái. Ở trên này hết hay là còn ở quê với ba mẹ? Dạ, anh hai em thì làm trên đây, còn em út em thì ở quê với ba mẹ. Trương thì điểm mạnh điểm yếu của Trương là gì? Có nghe người khác chia sẻ thì mình chịu khó lắng nghe. Không uống rượu bia, biết nấu ăn. Yếu thì chỗ đông người là hơi nhút nhát. Thôi bởi vì nãy giờ vẫn cứ thấy dạng bài. Ngồi thẳng lên nè, ngồi thẳng cho nó cao lên cho đẹp trai nè. Đó, rồi. Chỗ đông người hơi nhút nhát và nói chuyện không được lưu loát. Nhút nhát vậy có tình yêu chưa? Trải qua mấy mối tình rồi? Em 2 mối tình. Đó, nhút nhát mà cũng có 2 mối tình chứ bộ. Đâu kể chị Tường nghe coi 2 mối tình mình có cái gì đặc biệt ấn tượng nè. Từ hồi sinh viên ấy chị, cũng hơi lâu rồi. Dạ, mối tình đầu tiên thì yêu nhau được cũng gần 1 năm rưỡi. Nhưng mà do tính của em nó nhút nhát đó, mà bạn kia mạnh mẽ quá. Ai chủ động chia tay? Bạn kia chủ động chia tay. Bạn nói sao bạn chia tay? Bạn bảo là em con trai mà nhút nhát quá. Dạ, vì không cứng rắn được. Nhút nhát thì chị nhìn thấy rồi. Còn cái chuyện không cứng rắn là nó như thế nào, gọi là không cứng rắn? Bạn ấy bảo là đi chơi mà không có chủ động ấy. Đúng rồi. Mà em thấy bạn nó nói đúng không? Mình có rút kinh nghiệm gì trong cái mối tình 1 năm rưỡi đó không? Mối tình thứ hai thì em cũng mạnh dạn. Nhưng mà do khoảng cách, tại vì đến năm thứ hai bọn em học ngành y mà, học xong xin việc quê không được thì em cũng vào trong này. Em học ngành y hả? Dạ. Học bên điều dưỡng. Thì vào trong này đi xin thì ngành y bọn em ra khổ lắm chị. Cứ vào trước tiên người ta phải nói là kinh nghiệm. Mà sinh viên mới ra thì lấy đâu kinh nghiệm chị. Thế là xin hoài không được. Xin bạn ấy lại ở quê làm, mà em lại vào trong này, thế là khoảng cách thời gian đó chị. Bao lâu được, bao lâu thì chia tay? 1 năm thì chia tay. Nhưng mà chia tay là tự động rồi âm thầm rồi lạc dần chứ không có ai nói chia tay gì dạ, hết. Đúng rồi.
Là do khoảng cách. Vậy là cách đây được bao lâu rồi? Em vào đây 4 năm, chắc cũng được 4 năm. 4, 5 năm trong này chưa có một mối tình nào hả? Dạ. Lý do? Tại vì em đi làm cái công ty, nhân viên của em là công ty tư nhân á, ít tiếp xúc với làm, 7 giờ làm, 6 giờ về, cái là em trong nhà không à. Thế thì bây giờ đi làm cái công việc đó 4, 5 năm thì cái kinh tế nó có ổn định không mà mình không muốn đổi việc? Dạ, nói chung là kinh tế em cũng ổn định, tháng em 12 triệu. 12 triệu. Đóng bảo hiểm 1 triệu rưỡi. Đóng bảo hiểm 1 triệu rưỡi là coi như thôi coi coi lặt vặt xăng cổ còn 10 triệu đi. Rồi có phải gửi cho chị không? Dạ em nói chung là em gửi hết về cho bố mẹ. What? Gửi hết 10 triệu luôn hả? Dạ. Ủa vậy rồi quần áo, cơm ăn rồi rồi ăn mặc. Cái kia em có riêng với chị. Khoản riêng là khoản gì vậy? Ý là mình cứ hoa hồng á, em có bán mình đi không? Ủa nhưng mà xí đi, rồi nếu bây giờ em gửi hết cho bố mẹ vậy rồi tiền đâu mua nhà? Bố mẹ em giữ mà. À, cái này là chỉ gửi bố mẹ giữ giùm thôi phải không? Phải nói thật là nhà em mới làm nhà ở ngoài quê. Vậy vậy còn tiền đâu nữa, mai mốt mua nhà cho em. Cái kia là em có một phần thôi, còn cái tiền của em vẫn còn, bố mẹ vẫn giữ lại. À, một cái người đàn ông mà mọi người thấy là tuổi trẻ rất là có chí hướng ha. Thật ra vào đây có mấy năm trời mà đều đặn mỗi tháng mà gửi trọn luôn, gửi trọn tiền cho bố mẹ như vậy thì thật là tuyệt vời. Thật ra những người bạn gái nào mà nghe vậy mà không vui là thật ra không đúng đâu. Như vậy mới là cái người đàn ông sau này sẽ là biết lo, biết vun vén cho gia đình và lo cho vợ cho con. Bởi vì họ là người có hiếu, hiếu đạo thì rất là tốt cho mình sau này. Con cái mình sẽ được phước. Sao nghe câu chuyện của ảnh là lương 12 triệu một tháng mà gửi hết về cho ba mẹ 10 triệu thì em thấy sao? Thấy anh là có hiếu, người có hiếu, lo gia đình. Nó nghe nè, rồi bé bốt rồi có bạn gái rồi, rồi có tiền để đi đưa bạn gái đi chơi, đi ăn, đi uống hẹn hò không? Dạ cái đó có chứ chị. Có chứ hả? Dạ. Vậy đâu tiết lộ thử coi là cái hoa hồng đó là nó nhiều không? Cái tùy từng tháng chị ạ. Thí dụ ít nhất là bao nhiêu mà nhiều nhất là bao nhiêu? Chắc cũng tầm 10 triệu trở xuống. Chắc cũng tầm 10 triệu trở xuống. À vậy thì cũng ngon rồi, cũng gần bằng cái lương rồi. Thôi cũng được. Rồi yên tâm nha em, vẫn còn tiền để mình đi chơi du lịch hẹn hò. Thế còn em thì sao? Em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất chia tay cũng 4-5 năm rồi chị. Em với cái anh mà sau cùng quen là đồng nghiệp làm chung công ty. Nói chung là em lúc đầu là em thương thầm anh đó. Tại vì ảnh là giống như gia đình không có trọn vẹn á. Nhưng mà ảnh có chí tiến thủ, lo làm ăn, không có bị sa ngã vào mấy cái tệ nạn này kia. Rồi em thương thầm ảnh cũng 3-4 tháng đó. Rồi làm chung công ty, đồng nghiệp á, nên hay đi chung với mấy anh chị công ty, đi ăn uống này kia đồ. Xong rồi từ từ rồi em với ảnh mới đi chơi riêng, đi cà phê. Xong rồi chính thức em quen nhau. Em thổ lộ trước hay là ảnh thổ lộ trước? Ngầm hiểu đi, đi chơi riêng xong rồi ngầm hiểu là chính thức quen nhau luôn vậy. Xong rồi quen nhau cũng được tầm 6 tháng. Là trong lúc đi chơi em thấy ảnh có hay có tin nhắn tới á, nhưng mà em hỏi ảnh thì ảnh nói là nó là tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, kiểu như là ảnh là bảo trì thợ máy hay đi sửa máy ở ngoài, cũng có nhiều mối quan hệ rộng rãi á, nên nó là khách hàng thôi. Mà em thấy nhắn tin nhiều quá, xong rồi tình cờ một có lần đó là ảnh mượn điện thoại của em, ảnh vô Facebook, ảnh vô Messenger á, xong rồi ảnh đăng xuất ra mà kiểu như điện thoại em có cái chế độ mà lưu mật khẩu á. Dạ xong rồi em mới tò mò, em mới vô em vô Messenger của ảnh em coi. Lúc đó là em tin tưởng ảnh lắm. Mà lúc mà em vô em coi tin nhắn thì em thấy ảnh nhắn tin với cái chị đó. Chị đó là chị gần nhà của ảnh, chị làm giáo viên. Xong rồi ba mẹ nuôi của ảnh thấy là chị làm giáo viên gần nhà nên muốn hai người lấy nhau. Đó cũng quen nhau rồi. Em thấy vậy cái xong là niềm tin của em là như là không còn vậy đó. Niềm tin của em là như là không còn vậy đó. Vậy cái gọi là sụp đổ á. Xong em mới hẹn ảnh ra nói chuyện riêng, rồi hỏi chị đó là sao thế nào. Anh nói là anh cũng giấu, anh cũng nói là chỉ là bạn bè này kia thôi. Nhưng mà là quen em trước hay là quen cái chị đó trước? Quen cái chị đó trước, tại vì chị đó cũng là bạn học của ảnh luôn mà. À, quen trước rồi mà trong thời gian đó vẫn quen em nữa. Xong rồi em cũng có chụp hình tin nhắn nó lại đó, em mới đưa cho ảnh coi. Rồi em thấy ảnh cũng không có nói thật nên thôi em quyết định chia tay luôn. Sau đó có theo dõi là có lấy chị đó không? Dạ có lấy, bây giờ cũng có con thấy rồi. Thấy chưa, vậy là mình là phụ rồi. Nghĩa là trong thời gian đó người ta đã có định hướng gia đình rồi, nhưng mà người ta cũng quen thêm mình thôi à. Dạ nên thành ra nói chung là lúc biết là không còn niềm tin vậy đó, anh quyết định chia tay không dây dưa nữa. Mất bao lâu sau thì em mới bình thường lại được? Sau đó thì em nghỉ việc công ty luôn, xin nghỉ việc công ty. Tại nghỉ việc công ty luôn? Tại vì em với anh là đồng nghiệp á. Nên thành ra nghỉ việc nên đừng có, không có chạm mặt nhau nữa. Tới đây là mấy năm rồi? 4-5 năm rồi chị. 4-5 năm. Rồi 4-5 năm này là không quen ai nữa luôn? Thì cũng có tìm hiểu vài người nhưng mà cũng không đi tới đâu vậy.
nhưng mình không có cảm giác mà muốn tiến tới xa hơn. Có phải vì sợ người ta bị gạt rồi bị sợ chắc không? Là cũng một phần như vậy đó, thấy chưa, mọi người thấy phụ nữ khổ không? Đàn ông á, nhiều khi á, thật ra là cũng có những người phụ nữ họ cũng không có cũng ga lăng, cũng lăng nhăng, cũng quen người này ngắm nghía người kia, có chứ không phải không. Nhưng mà đàn ông á, thật sự từng nghĩ họ ít bị tổn thương như là phụ nữ lắm. Bởi vì phụ nữ ngoài cái tình cảm rồi nè, cái trái tim mong manh nó bị tổn thương rồi, chưa kể là những cái thiệt thòi về cái sự va chạm nữa đó. Nó thẳng luôn, đàn ông lúc nào cũng muốn thêm, không muốn bớt. Tôi nói vậy đó, rồi đàn ông quý ông nào không chịu mà có chửi tôi cũng chịu, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Ủa làm gì ngồi khúm khúm khép khép nay chứ, tôi nói chung chung chứ đâu có tôi chỉ trích anh đâu. Sao hồi hộp chị? Chị nói đúng không? Dạ đúng ạ. Ví dụ đàn ông mà bị phụ nữ chia tay thì họ có bị tổn thương gì, đau khổ gì, có bị thất thoát gì về thể xác không? Dạ có chứ chị. Dạ có chứ chị. Vậy hả? Thất thoát dạ, đàn ông cũng là con người mà. Cũng có biết đau buồn chứ chị. À, đàn ông cũng bị đâm, nhưng mà đàn ông có mất giá trị khi mà có sự va chạm với phụ nữ không? Đối với em thì chắc là có luôn hả? Đàn ông mất tình tiết luôn hả? Tại vì nếu mà chia tay người trước á, mà muốn đến người sau thì mình phải thăm dò nhiều hơn. Nhưng mà cái đó là về tinh thần thôi, chị đang nói về thể xác á. À thể xác thì chắc là không có đâu. Đó, như vậy là làm sao gọi là bình đẳng được? Phụ nữ họ vẫn thiệt thòi hơn. Tại vì sao? Tại vì có những cái người đàn ông đi tìm vợ mà vẫn mong muốn vợ là còn trinh trắng, trong trắng, trong khi mình thì từ lưa hết trơn rồi, mà mình cứ muốn phụ nữ trong trắng ở đâu ra. Em có muốn vậy không? Em không quan trọng chuyện đấy. Không quan trọng. Tại vì em học y em hiểu mà. Bản thân em là mất sự trong trắng hồi năm bao nhiêu tuổi? Nói thật là em chưa. Nói thật là em chưa. Hả? Nói thật là chưa hả? Dạ. Hèn chi ổng ngồi ổng túm hoài luôn, túm nãy giờ. Ủa hèn chị, có khi nào vì vậy mà mấy bạn gái em người ta chia tay em không? Tại không có sự gì gọi là gắn bó, gắn kết á. Cái tính của em là khi muốn tìm hiểu á, là muốn bạn gái là tự nhiên, tự do hơn. Chứ không phải ép buộc. Nhưng mà mình phải chủ động, như cái cô đầu tiên của nói đó, quen hoài, quen năm rưỡi. Có, nhưng mà hôn xong là thôi. Là em thôi hay là cổ thôi? Cô ấy á. Và em có làm cái gì, sau khi hôn em có làm gì không mà em biết người ta thôi? Bật cúc áo. À em bật cúc áo rồi cổ hành thôi. Động cổ thôi, xô tay ra. À cổ xô tay ra rồi làm mấy lần như vậy? Cổ xô ra mấy lần? Hai lần. Bật quá tạm bà bận, em làm cái lần thứ ba là được rồi. Rút kinh nghiệm nha, không chừng nào làm tới lần thứ ba mà em thấy cái bóp là lúc đó em biết là thôi thiệt. Nha. Dạ. Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào cơ? Mẫu bạn trai của em là giống như cha em vậy, tức là biết lo gia đình, đặt gia đình là trên hết. Ừ. Dạ. Nói chung là thương yêu vợ con. Ngoại hình? Cao bằng em 1m7. Em cao 1m7? Chết cha rồi. Em cao mét mấy? Em cao 1m63. Dạ. Thì cũng 7 mà thiếu 7cm. Được không? Nói chung là cũng được. Chứ giờ... Thôi ăn thua hơn, thua nhau dạ, ở cái đầu rồi. Đi em ơi. Nhưng mà vấn đề là bạn trai, ví dụ mình đi với bạn gái mà bạn gái cao hơn mình, em có ngại không? Em thì ngoại hình và chiều cao không quan trọng. Là hôn mình phải nhón á. Có giày độn. Anh giày độn không? Ồ. Anh Trường Giang cũng hay mang chứ bộ. Ồ, nhưng anh Trường Giang là nghệ sĩ. Em là em nhiều khi em làm y sĩ, em mang giày cao gót, giày độn luôn hả? Ngon lành nha, được. Còn tiêu chuẩn gì nữa không cưng? Vậy là không hút thuốc. Còn nhậu thì giống như là có chừng mực. Em không rượu bia, không hút thuốc. Không rượu bia, không hút thuốc. Không gia trưởng chị. Nếu là chân thành là biết chia sẻ với nhau thôi. Có cái điều bây giờ ảnh hơi hiền. Ảnh cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái tình trường. Thì em có thích cái người đàn ông như vậy hay không? Dạ em không ngại chị. Em không ngại ha. Có gì ảnh không biết thì từ từ chỉ bảo ảnh ha. À, đừng có nói chứ đừng bập tai ảnh nha, mình nói thôi. Rồi em, mình mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng, mà quan trọng cũng vì tình cảm vợ chồng, biết chia sẻ cho nhau và biết thương yêu gia đình. Có hình không? Cho chị coi hình của hai bạn đi nè. Rồi, nhìn đi. Hình này mấy năm? Hồi ông còn đi học mà bây giờ ông đưa rồi ông biểu người ta kiếm. Chị không biết ảnh là ai luôn á, em tự kìm đi. Đâu? Em nghĩ là bạn này. Tại sao em nghĩ bạn đó? Tại bạn bảo mật cao 1m7. À, cũng lô rất ghê ha. Bạn này cao 1m7 phải không? Dạ. Nhưng mà nếu bạn này thì gương mặt như vậy em thấy được không? Em chọn là bạn này. Em chọn bạn đó phải không? Mình phải dứt khoát lên. Đâu, em chọn anh nào? Dạ, em chọn anh này.
tại sao em chọn anh này? Nó cao 1m63 thì em cũng đón đón á chị. Rồi đâu em cứ giữ nguyên hiện trường em cầm vậy nha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cái cửa trái tim này ra cho hai bạn trực tiếp gặp nhau. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Bây giờ em nhìn vậy nè, em nghĩ ảnh là anh nào? Dạ anh đây. Ờ, chị anh bìa phải không? Dạ, mặc áo đen. Ờ, hồi nãy anh chỉ cái anh này là sai rồi. Rồi tặng quà đi, tặng quà đi. Em đoán đúng không? Em đoán đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. À, em cũng có món quà tặng anh. Trời ơi, bà cao quá trời luôn hà. Rồi ngồi xuống đâu đâu cho chị Tường coi quà này. Bó hoa thì biết rồi, còn quà này quà gì đây? Ồ, sao tự nhiên tặng bạn trai cái nón vậy cưng? Dạ, để em muốn nón giúp anh che nắng che mưa chị. Trời ơi, sao thích món quà này không? Dạ thích chị. Thích hả? Giúp anh che nắng che mưa hả? Thế bây giờ lần đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Cao, xinh đẹp. Xinh đẹp. Có bồi hồi sao xuyến rung động hồi hộp gì không? Em run chứ. Rung nhưng rung mà vẫn nhìn thẳng cổ nha. Đó, người ta nói mình trò chuyện mình phải nhìn thẳng mặt nhau mới là tôn trọng. Chứ mình né là người ta lại nghĩ mình nhút nhát nữa, không tôn trọng người ta nữa. Rồi em thấy như thế nào? Em thấy anh hiền rồi chị. Hiền, được phải không? Dễ thương ha. Bây giờ cho hai bạn có nhiều cái cơ hội để trò chuyện với nhau hơn. Thì chương trình của mình là hẹn ăn trưa. Bây giờ chị Tường sẽ mời các em thưởng thức những món ăn mà chương trình đã chuẩn bị sẵn cho mình nha. Rồi mời hai em thưởng thức nha. Đây là món salad bò Nam Bộ với bò phi lê cùng với những loại rau dân dã và tươi mát. Bên cạnh đó còn có vị thanh chua của khế và sự ngọt dịu của sốt salad. Rồi món cơm chiên hải sản tasty với nguyên liệu chính là gạo basmati của Ấn Độ kết hợp cùng với vị ngọt tự nhiên của tôm tươi, thanh cua, lớp trứng bao phủ bên ngoài. Rất là hấp dẫn. Dùng các món này kết hợp cùng với trà sữa lài hoa đậu biếc và cà phê sữa rất là tuyệt vời. Bây giờ ha, mời hai em cùng ăn. Rồi, mời hai bạn tự nhiên nha. Có là lúc trước là anh học ở ngoài Thanh Hóa luôn, xong rồi mới vô đây làm. Trước là mình học ở ngoài Bắc, học 5 năm, trong xin việc ở ngoài quê không được, mà sinh viên mới ra khó kinh nghiệm lắm. Thì bây giờ cũng có nhiều trường hợp giống như học ngành đó nhưng mà ra vẫn làm trái ngành nhiều, nhưng chủ yếu là có thu nhập ổn định thôi, chứ còn không nhất thiết là phải làm trong ngành mình học. Nhưng mà cũng buồn không? Dạ. Học cái nghề của mình ra mà không được làm buồn. Bốc thăm bốc đi trước nha. Ước mơ ngày cưới. Ước mơ ngày cưới của em thì cũng giống như mấy cô gái khác thôi, là giống như có một không gian lãng mạn, rồi được mặc sa rê trắng là giống như công chúa vậy đó. Sau đó hai vợ chồng sẽ đi giống như hưởng tuần trăng mật như Đà Lạt hoặc là Vũng Tàu, nói chung là hâm nóng là tình cảm. Nếu có điều kiện thì muốn đi ra nước ngoài hay là trong Việt Nam? Nói chung là tuần trăng mật trong Việt Nam thôi, với mình ở trong nước mình thì vẫn đi nước mình tốt hơn. Bạn có thích đi du lịch không? Chung là thích đi du lịch lắm. Mà trước giờ em chủ yếu là cũng chưa có dịp đi xa. Thường là đi tỉnh miền Tây rồi đi vòng vòng mấy tỉnh lân cận Sài Gòn thôi. Miền Bắc chưa? Dạ chưa, chưa về Bắc. Có thích ra Bắc không? Dạ thích chứ. Đúng rồi, đi vô Sapa này kia nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để đi. Nếu mà có người cùng chung chí hướng thì cũng rất thích đi. Chung mà đi chơi thì đông đông thì vui. Dạ đúng rồi. Anh là sau này lấy vợ về anh có muốn vợ mình làm dâu không hay là ra ở riêng? Nếu mà vợ thích thì mình có thể, hoặc là gia đình hai bên như thế nào mình tùy thuộc. Tại vì vợ mình ở với mình lâu dài chứ đâu cần bố mẹ đâu có ở cùng lâu dài đâu. Hình như lúc nãy em có nói anh là con trai út ở nhà vậy thì sau này chị em. Dạ, sau này anh về giống như anh cứ về ở đó để lo cho ba mẹ sau này thờ phượng nào này kia, như vậy thì vợ anh phải chắc phải về đó làm dâu chứ hả? Nếu mà thích thì mình lập nghiệp trong này, mình chuyển vào trong này cũng được mà chị. Giờ thời đại này mà đâu phải như ngày xưa cứ bắt đầu con dâu phải về bên nhà chồng đâu, đúng không? À, anh bóc tiếp đó thăm về gia đình. Em tự hào về gia đình em á, tại vì với gia đình em, ba mẹ em sống trước giờ ấy, ba mẹ hạnh phúc lắm, không có to tiếng cãi nhau hay là ấy. Ba em thì rất là thương yêu vợ con, lo làm ăn lắm, cái gì gia đình cũng là đầu tiên, cho nên lúc nãy em có nói là mẫu người lý tưởng của em giống như ba em vậy, cho nên em tự hào về gia đình em. Vấn đề về ngoại hình á, em cao hơn anh như vậy thì anh có ngại không? Ngoại hình mình không quan trọng, cái đó người ngoài nói sao cũng được, miễn là mình thì em không không thích lấy chồng xa. Anh có
định hướng cụ thể là sẽ ở trong đây luôn hay là... Anh làm việc thấy hợp, môi trường làm việc hợp thì mình cũng thích ở trong này hơn. Sao ăn đồ ăn ngon không? Dạ ngon chị. Ngon chị. Rồi, nãy giờ tâm sự với nhau được nhiều không? Cũng được kha khá. Được kha khá hả? Mình có tìm thấy được cái điểm nào gọi là trùng với nhau chưa? Có. Có tiềm năng không? Chắc có đấy chị. Ừ, vậy thì nếu vậy thì mình phải cố gắng nha. Dạ. Rồi hôm nay mình đi tham gia chương trình thì có ai đi theo động viên hỗ trợ tinh thần mình không? Có anh rể út. Rồi, mời anh rể của Trương vô. Dạ, chị Cát Tường. Rồi. Dạ. Nãy giờ đứng ở ngoài nghe hết câu chuyện chưa? Mình ngồi mình nghe hết chưa? Chung em hết ạ. Anh tên là gì? Em tên là Hợp ạ. Rồi làm anh rể của Trương được mấy năm rồi? 4 năm rồi. Là đang ở chung nhà luôn đúng không? Vâng. Dạ, ở chung nhà thì hiểu tính nết của ông này hết trơn rồi ha. Dạ. Thì đâu dài thử vài câu nhận xét về em vợ mình coi. Nói chung là em này thì nó cũng hiền, cũng ngoan. Hiền. Và biết thương các cháu. Cho chị thấy nó nhút nhát rụt rè quá phải không em? Em thấy sao? Chung nhút nhát rụt rè là do tính con người thôi. Rồi vậy rồi em cảm thấy rồi mai mốt rồi còn đi cua gái được không? Cũng phải cố gắng. Cố gắng, có gì anh hỗ trợ rồi hướng dẫn em, kêu em tự tin lên xíu nha. Dạ. Thế nãy giờ anh ngồi bên ngoài ha, cũng thấy hai em nói chuyện với nhau. Thì bây giờ anh nhận xét hôm nay là chương trình nè, chị Cát Tường là mai bé cho em trai mình thì em có nhận xét như thế nào? Chung là thấy em gái bên kia thì cũng hèn, cũng được ấy. Tùy vào có cậu quyết định thôi. Nhưng mà mình anh đi theo mình cũng phải có một chút. Nhưng mà cũng cố gắng cho em nó phấn đấu và đi đừng có về tay không mà được. À đi đừng về tay không. Đây. À ví dụ giờ mình thanh niên mà mình lấy vợ mà giờ vợ mình đứng cao hơn mình thì bản thân em là em có ngại không? Nói chung em không ngại điều đó. Không ngại gì hết. Giờ thấy cặp đôi này hợp không? Nói chung là thấy hai em tương xứng với nhau. Tương xứng ha, cũng hiền thì ha. Cũng tính nét thì cũng hiền đấy. Rồi giờ nói một câu cũng khích lệ tinh thần em trai đi. Nói chung là mong hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu còn tiến xa hơn nữa thì... Là em sẽ cố gắng. À, chào anh rể tương lai đi, biết đâu Trang. Dạ, chào anh. Chào em nha. Dạ. Rồi, thì bây giờ cảm ơn anh nha. Để cặp đôi này sẽ cố gắng, Tường cũng sẽ ráng nói đốc vô. Để giờ giống như lời anh nói là không đi về tay không ha. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Thì nói chung là giờ ý kiến của chị Tường thì chị vẫn thấy rằng là hai em cũng có cảm xúc với nhau đó. Nhưng mà muốn tiến xa hơn nữa là phải có sự chủ động. Em phải chủ động nhiều hơn. Giống như em cũng hỗ trợ như hồi đầu chị Tường nói rồi, đúng chưa? Rồi thì bây giờ là cái cơ hội của tụi em có nắm bắt hay không là quyền của tụi em nha. Bây giờ hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống. Còn mình không đồng ý, mình có quyền lặng lẽ rút tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cảm ơn. Hên đó, nãy giờ tôi chỉ khen có một cái bấm nút là nhanh thôi đó. Chứ nãy giờ gì cũng chậm hết trơn á. Rồi, mời hai em qua bên đây đứng giùm chị, đứng một bên nha. Bây giờ mình đã thành một cặp đôi rồi. Bây giờ để kỷ niệm cái ngày hôm nay có mặt tại chương trình Hẹn Ăn Trưa và đã trở thành một cặp đôi. Đâu, nhón lên hùng cái vô má bạn gái, xin bạn gái hùng cái đi nè. Tình yêu cứ thế đông. Trong mình hôn được không? Từng ngày vì quá yêu em nên không thể làm gì cả. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau. Dễ thương hết sức, đó là những kỷ niệm rất là ngọt ngào tại chương trình nha. Bây giờ chị Tường gửi tặng cho hai bạn sản phẩm Cốt Súp Heo của Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp món ăn thơm ngon, mùi tròn vị, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Đây, xin gửi tặng hai bạn. Rồi, đây nha. Và đây thêm một món quà của chương trình, son Zurica để làm đẹp. À, chị em phụ nữ là phải làm đẹp đúng không quý vị? Như vậy là chúng ta sẽ có một tràng pháo tay để chúc mừng cho cặp đôi ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ theo dõi, biết đâu một ngày nó không xa, anh chàng hơi có vẻ rụt rè này cũng sẽ là có một cái kết thật là tốt đẹp.